Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 6, đoàn thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thanh tra việc thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ về công tác quốc phòng tại huyện Thoại Sơn. Theo đó, đoàn đã thanh tra việc triển khai các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng địa phương theo chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp và các ngành có liên quan. Nội dung thanh tra gồm công tác tham mưu và kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý sử dụng ngân sách và quyết toán kinh phí liên quan đến các nội dung thanh tra. Qua đó, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng đối với Ủy ban Nhân dân huyện, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.